Ung thư không chỉ khiến cho con người ta bị suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Có những căn bệnh ung thư còn cướp đi cả giọng nói của bệnh nhân. Một mặt phải đối diện với tật bệnh, mặt khác lại trở thành người câm. Dường như áp lực này là quá lớn đối với những bệnh nhân ung thư thanh quản, phải cắt đi toàn bộ dây thanh. Nhưng với sự tiến bộ của y học, sự tận tình của những người thầy thuốc và nghị lực phi thường của những bệnh nhân ung thư, họ, những bệnh nhân ung thư thanh quản, đã vượt lên được tật bệnh, tìm lại tiếng nói cho chính mình. Vào cuối năm 2010, anh Nguyễn Chí Thiện ở Mỹ Đức, Hà Nội có cảm giác đau họng, ho và phù nề. Khi đi khám bác sĩ tại địa phương nơi sinh sống, anh được chẩn đoán là bị viêm họng và điều trị kháng sinh không hiệu quả. Đến khi lên tuyến trung ương, các bác sĩ mới chẩn đoán được anh bị ung thư thanh quản giai đoạn 2. Đến tháng 3 năm 2011, anh Thiện đã phải phẫu thuật cắt hết thanh quản. Sau khi phẫu thuật và sinh thiết, căn bệnh của anh đã ở giai đoạn 3-4, giai đoạn tiến triển. Khối u đã lan rộng xuống tận đáy lưỡi. Sau phẫu thuật, đến tháng 4 năm 2011, anh Thiện đã phải điều trị tia xạ theo chỉ định của bác sĩ. Sau 45 mũi xạ, cơ thể của anh suy sụp. Khi kiểm tra, các chỉ số ung thư vẫn cao, bạch cầu giảm. Chính điều này đã khiến cho cả gia đình anh suy sụp. Tức là trong cái biểu hiện ban đầu của chồng tôi là khàn tiếng. Nếu chính xác ra là lúc mất tiếng đã phải đưa đi khám bệnh. Khám bệnh thì khàn tiếng rồi đau họng khàn tiếng thì tôi cũng đưa xuống bệnh viện tuyến huyện đây này. Thì các bác ấy chỉ bảo là nó viêm họng do phù nề, tiêm kháng sinh mất 20 ngày. 20 ngày sau đó là nó dập vào lúc đấy nó tết. Tết thì nhà tôi cũng cứ bảo thôi để ăn Tết xong thì đi. Thế nên lúc đấy nó khó chịu quá. Thì ăn Tết xong rồi nằm đây rét lắm. Thì là đi ra ngoài bệnh viện tai mũi họng thì các bác ấy đã nói là ung thư hạ họng. Tức là người ta nhìn biểu hiện bên ngoài người ta đã phát hiện được rồi, chưa cần phải xét nghiệm. Thì tôi cũng thấy khác mà cái như này bình thường ra những người đi khám bệnh là người ta có đơn thuốc bác sĩ cho về. Nhưng riêng chồng tôi thì người ta bảo không phải đơn thuốc, tuần sau mới có kết quả. Thì hạng ra lấy kết quả thì tôi nghi ngay, tôi bảo chắc là có vấn đề gì cho nên là người ta mới giữ lại như thế. Thì tôi đi lên cái phòng xét nghiệm sinh tiết thì bác sĩ cũng nói là tức là cái họng của nhà chị nó có vấn đề. Tức là cái hạch này bây giờ phải xét nghiệm xem là nó như thế nào. Thì một tuần sau là chị ra đây thì chúng tôi trả kết quả. Thì tôi về thì một tuần thì ra thì nói chung là ung thư. Thì lúc đấy là nói đến ung thư là suy sụt lắm. Cũng suy nghĩ là thôi ung thư chắc là chồng mình chỉ vài tháng nữa là chết rồi thì các thứ. Thì cũng rất là may mắn là được các bác sĩ cũng tận tình, người ta cũng hướng dẫn, rồi người ta nói, người ta phân tích rõ luôn là dù ung thư hay là như thế nào thì vẫn phải điều trị. Thế thì tôi cũng làm đúng theo như bác sĩ, tức là người ta hướng dẫn là mổ này. Mổ thì lúc đấy thì nói chung là tinh thần thì khổ lắm. Người ta nói là mổ đấy thì là xác định là của anh là giai đoạn là đã di căn lên cái hạch rồi, mổ thì cũng chỉ 50-50, nếu mà mổ mà thành công thì là chồng chị sống, mà nếu không thành công thì thôi chị cũng phải chấp nhận. Thì tôi nói thật tự lúc đấy là cũng không còn con đường nào khác, là tôi cũng phải chăm sự nhờ đến các bác sĩ, là cũng cứ nói là xác định là mình cũng suy nghĩ luôn là cũng còn nước còn tát, xác định là mổ. Mổ xong thì cũng rất là may mắn nên nhà tôi được 18 ngày điều trị ở bệnh viện tai mũi họng. Thì sau đó là đầu tiên mổ là cắt bỏ thanh quản toàn phần nhá, là ăn xong thì chỉ có ăn sữa và ăn chất lỏng thôi. Thì cũng rất là may thì nhà tôi ca mổ đấy thì nói chung là cũng là thành công. Thì sau đó là ăn xong bỏ xong ra, nhà tôi cũng không dò gì cả. Thế về nghỉ ngơi một tháng thì là đi lên ca, các bác ấy giới thiệu lên ca điều trị. Nói chung là lan giải lắm, thế nhưng mà cũng là quyết tâm thì đều thành công. Đến bước này nhà tôi đã sống được 6 năm rồi. Thế và bây giờ nói cũng là sức khỏe giảm sút, chức năng phát âm mất đi hoàn toàn, khiến cho sức khỏe của cả hai vợ chồng suy kiệt. Không những thế, sau khi phẫu thuật, cứ 3 tháng anh Nguyễn Chí Thiện lại tái khám
để xem tình hình sức khỏe của mình. Sau khi đi xét nghiệm và chiếu chụp, các bác sĩ đã phát hiện anh có hạch má cảnh và nang ở gan. Chính điều này đã khiến anh càng suy sụp hơn. Thế mà bây giờ con gái nó đi lấy chồng được sang tháng thứ 6 rồi. Được sự mách bảo của một người bạn, khi vô tình xem chương trình về căn bệnh ung thư, anh Thiện và gia đình đã tình nguyện xin dùng loại thuốc điều trị khối u và chống suy mòn, một loại thuốc đang trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện của Viện Nghiên cứu và Điều trị các bệnh hiểm nghèo. Sau khi uống thuốc được một tháng, sức khỏe của anh Thiện đã hồi phục. Tâm trạng của anh cũng vì thế mà tốt hơn lên. Có sức khỏe, anh và gia đình nghĩ ngay đến việc tập nói, theo sự hướng dẫn của các bác sĩ ở khoa ung bướu, Bệnh viện Trung ương Tai Mũi Họng. Thì cái lúc mà nhà tôi xạ được 45 mũi đấy, thì là bao giờ cũng thế, khi xuất viện hoặc là khi xạ xong, cứ 5 mũi là bác sĩ cho kiểm tra, siêu âm, thử máu. Thì nhà tôi vẫn còn một cái hạch cả máng cảnh. Lúc đấy nó là 0,2 cm, tôi vẫn nhớ là như thế. Thế nhưng mà bác sĩ cũng nói rõ với tôi là nếu như bây giờ là người ta bình thường đấy thì xạ từ 30 đến 35 mũi. Thế nhưng bây giờ cháu đã cố gắng cho chú xạ tới 45 mũi rồi. Thế nhưng mà cái hạch nó không hết. Thì thôi cô cứ đưa chú về nghỉ ngơi thì một thời gian, tức là sau 3 tháng thì cô đưa chú ra đây thì là để chúng cháu kiểm tra lại xem tình hình như thế nào. Nhưng chắc là tôi cũng biết là người ta đã dùng hết vấn đề đấy rồi, nhưng nhà tôi vẫn còn cái hạch. Thì nói chung về lúc đấy là hoang mang lắm, nhà tôi nằm suốt, ăn chả ăn đâu, cứ nằm quay mặt tường. Cái khi vợ hỏi cũng giận, không nói năng gì đâu. Ra cái chuyện là như lúc đấy như kiểu là chờ chết đấy. Nào, nghĩ là chờ người ta đã điều trị hết như thế rồi mà mình vẫn còn hạch như thế, là nhà tôi cũng buồn lắm. Nói chung cái không khí gia đình nó nặng nề lắm. Thì được một số người bạn giới thiệu, thế mới tôi xem cái chương trình VC14 ấy, nó có một cái nói về một cái bệnh viện hy vọng mới. Nơi đấy là cái nơi nghiên cứu chữa các bệnh hiểm nghèo. Thì cũng biết một số các bác ở nơi như ở Vĩnh Phú, ở Thái Nguyên, các bác ở Nam Định cũng có một số khối u uống người ta tiêu. Thì tôi cũng bảo là thôi cứ đưa chồng ra đấy xem, là nếu mà may mắn nhà mình mà uống mà nó tiêu được hạch thì là cái tốt. Thì tôi đưa chồng tôi ra. Thì rất là may mắn là uống tháng đầu tiên ấy, tức là chỉ uống được khoảng trong vòng 10 ngày thôi, thì nhà tôi tinh thần thoải mái, tức là ăn ngủ thì nói chung là thoải mái về tinh thần hơn so với cái lúc mà mới ở viện về. Thế thì ăn ngủ tốt, thế thì uống thuốc thì tầm khoảng được khoảng 3 tháng thì tôi đưa nhà tôi ra viện ca khám lại, thì cái hạch đấy nó không còn. Nên may mắn là như thế. Nói chung bắt đầu xuất viện ở viện ca khoảng một tháng sau tôi sang viện nghiên cứu, là tôi uống thuốc thì tôi cảm thấy là cái thể lực và cái sức khỏe của tôi là nó tăng lên rõ rệt. Nó tăng lên xong thì một thời gian sau thì tôi lại ra viện ca kiểm tra, là tôi còn lang gan rồi tôi còn hạch máng cảnh này. Nhưng mà sau tôi dùng cái thuốc đấy là tôi cảm thấy là trong người tôi không còn bệnh đấy được, là nó hết sạch. Là tôi cho nên là tôi lại rất tin vào về khoa học, chỉ là tôi quyết tâm là tôi đều đặt là tôi lấy thuốc tôi dùng đến bây giờ là phải nói rất tốt đẹp. Do phải lấy hơi nên với những bệnh nhân sức khỏe yếu kém do mắc căn bệnh ung thư thì quả là một việc khó khăn và mệt nhọc. Thứ nhất là được bị cái sọc lõi này là phải nói là phải sự quyết tâm rất cao. Nếu mà đi học là phải vãi máu mặt, học đầu tiên là người ta dạy chữ A, chỗ xong rồi phát ra các cái âm thanh nói. Mà tôi quyết tâm lắm, tôi quyết tâm cao lắm. Nói chung là
trăm người thì may được vài người quyết tâm mì bóc mới nói được. Đấy, còn là bầu như là cầm biết gì hết. Đấy, thời gian đầu tôi không nói được. Thì nó rất nhiều cái bức xúc của tôi là điều cái mình đang nói được. Bây giờ bầu anh không nói được, cô nghĩ nè. Nói vợ của anh không hiểu gì, cô nghĩ nè. Mình trai chửi bay, có khi là tục chén mình bực mình còn đập vỡ. Đấy nó bức xúc lắm, cái đấy thì khó tả lắm. Đến giờ này tôi vẫn nhắc lại là cũng động viên là thôi già mình mất giọng nói còn hơn mất sinh mạng. Thì nói đúng ra là tôi tuân thủ tuyệt đối những cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Mổ cắt bỏ thanh quản là một, thôi mình cứ hiểu nôm na là khi mà khối u còn mổ được có nghĩa là cơ hội sống của mình còn được sống. Mình cái hình dung là như là một cái chỗ đau ấy mà mình nạo vét đi, mình làm vệ sinh sạch sẽ nó đi, xong mình bôi thuốc mà nó liền sẹo được là nó khỏi. Thì nhà tôi ở đây cũng như thế. Khi mổ là cái độ xâm lấn nó rất là cao rồi, khi đã di căn lên hạch đáy lưỡi nó đã viêm rồi. Thế nhưng bác sĩ nói nó cũng rất là may, chụp cộng hưởng từ và CT các lớp là nhà tôi nó chưa lan sang thực quản. Đấy, thế cho nên là ăn uống là anh vẫn ăn được bằng đường miệng bình thường. Có cái bây giờ nói nó hơi khó khăn một chút thôi, thế nhưng mà rất là may mắn là ở ngoài cái bệnh viện tai mũi họng đấy có một số các bác cũng đã mổ cách đây hàng hơn chục năm rồi. Ở ngoài đấy nó có một cái gọi là một cái lớp sinh hoạt dành riêng cho những người mổ thanh quản, đến đấy học nói. Và rất là may mắn là nhà tôi bằng cái kiên trì, bằng ý chí, nghị lực sống nhà tôi đã nói được. Nói được bây giờ là bình thường như các vị đã thấy đấy. Nói. Để đi chữa, ra đi chữa bệnh, đó phải quyết tâm cho nó khỏi, được, đó phải cố gắng, phải phấn đấu. Ban đầu, anh tập nói từng chữ cái như trẻ con tập nói, sau là các từ đơn, rồi các từ kép và cả câu. Từ chỗ không thể nói ra những mong muốn của mình, nay anh đã diễn đạt được ý của mình. Mặc dù còn rời rạc, nhưng cũng khiến anh phấn khởi và luyện tập chăm chỉ. Bên cạnh đó, sau khi uống thuốc được một tháng, sức khỏe đã được cải thiện, tinh thần phấn chấn hơn. Không chỉ có vậy, cân nặng của anh cũng được cải thiện, các chỉ số xét nghiệm trở về ngưỡng bình thường. Và đáng mừng hơn cả là kết quả xét nghiệm sau 5 tháng điều trị rất khả quan. Các chỉ số đạt ở mức tiêu chuẩn, hạch má cành không còn nữa và các nang ở gan cũng biến mất. Kiên trì uống thuốc, kiên trì tập luyện, với sự động viên của gia đình, sức khỏe của anh Thiện đã tốt lên trông thấy. Giờ đây, mọi hoạt động của anh đã trở lại bình thường. Anh đã có thể tham gia giúp vợ làm kinh tế gia đình. Không những vậy, giờ đây, anh còn là cây tùng, cây bách cho vợ con nương tựa. Bố khỏi ốm, cô con gái út quấn bố nhất. Bây giờ giọng nói của bố không còn được như xưa, nhưng cô bé vẫn thích bố dạy học cho mình. Những lúc rảnh rỗi, anh lại đưa cô con gái rượu của mình đi ngắm phố phường. Anh cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng có ý nghĩa. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, anh đã phải giành giật bằng ý chí và nghị lực của mình. Đi chơi, nhưng mà tính là con phải ngoan, con phải học giỏi nghe chưa? Vâng. Bố cho chơi sau này con lớn, rồi bố cho con học tập, rồi con biết lái xe, nhớ chưa? Vâng ạ. Thì sau này bố già đến thì con lái xe. Vâng. Con lái, con chở bố đi chơi. Vâng. Ôi, nói đến vấn đề kiên trì thì nhà tôi kiên trì lắm. Cái thứ nhất là nếu mà để nói đến điều trị nhá, thì chưa bao giờ nhà tôi bỏ một mũi trị xạ nào, chưa bao giờ nhà tôi bỏ một mũi, tức là trong cái vấn đề mình trị xạ đấy nó có những cái tác động phụ
ví dụ như cháy này, đau này, thế nhà tôi ăn uống là chưa bao giờ để cho vợ phải nói chung quyết tâm lắm, ăn uống vẫn bằng đường miệng và lúc nào cũng tỏ ra thái độ là mình rất là kiên cường trước mặt vợ con, là mình kiên cường lắm. Thế và vấn đề học nói cũng thế, nói về vấn đề ví dụ bình thường ra như chị em mình đây thì nói bằng thanh quản thì nó dễ, nhưng đây nhà tôi nói bằng tức là lấy hơi từ dạ dày lên, thế nên là tập nói nó là một cái vấn đề. Thế sáng sớm nào nhà tôi cũng phải dậy sớm này, học đầu tiên là những cái phát âm bình thường, phát âm đơn, ví dụ như a e o ơ, sau đó ghép vần lại và nói được thành hơi dài. Thì cái quá trình học nói đấy thì quả thực là mình cũng không hiểu biết về chuyên môn lắm, nhưng mà chắc là vất vả mới nói được. Có nhiều nguyên nhân gây hiện tượng khàn tiếng như bị viêm họng, viêm thanh quản, bệnh do thay đổi thời tiết, thậm chí có thể do người bệnh nói quá to và nhiều trong thời gian dài. Với những trường hợp này, chỉ cần chữa khỏi bệnh hoặc hạn chế nói thì khàn tiếng sẽ tự khỏi. Ngoài ra, khàn tiếng cũng là biểu hiện của các bệnh như lao thanh quản, ung thư thanh quản. Nếu khi khám và điều trị sớm, người bệnh vẫn có thể nói được. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh nhân đến viện khi đã quá muộn. Khối u đã lan rộng toàn bộ thanh quản, thậm chí cả những vùng xung quanh. Các bác sĩ sẽ phải cắt bỏ toàn bộ thanh quản. Người bệnh sẽ mất đi bộ phận phát âm và không thể nói được nữa. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh bị khàn tiếng kéo dài trong 2 tuần mà không khỏi thì cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng để được điều trị kịp thời. Cần điều trị sớm những viêm nhiễm về họng, tránh hút thuốc, uống rượu, giữ ấm vùng mũi, họng. Bệnh nhân Nguyễn Đức Thiện ở chỗ Mỹ Đức, Hà Nội thì đây là một bệnh nhân mà bị ca họng và thanh quản. Sau khi đã tiến hành xạ trị, hóa trị thì nó không đáp ứng và hạch thì vẫn phát triển rất là to góc hàm, và lúc bấy giờ thì tình trạng sức khỏe của bệnh viện là rất là khó khăn, kể cả ăn ngủ cũng như là vấn đề nói là không nói được, là không thể phát âm được. Thì sau khi mà đến viện chúng tôi thì là chúng tôi nghĩ là trên những bệnh nhân cơ địa mà không còn đáp ứng ở xạ hóa trị thì chúng tôi cho điều trị thăm dò bằng cái sản phẩm Casmex Biotip. Sau 1 tháng thì cái hạch lui dần và uống sau khoảng vài tháng thì hạch hết và sức khỏe được hồi rất là nhanh, và anh Thiện thì nói năng thì cải thiện rất là rõ. Đến bây giờ đã được hơn 5 năm, gần 6 năm thì nói chung là phát âm thì nói chung là nghe rất là rõ rồi, và sức khỏe tăng cao, và trên những cái xét nghiệm về miễn dịch như là các chỉ số ung thư, rồi xạ hình xương và chụp một số cái phim về ổ bụng thì đều chưa thấy có sự phát hiện tái xuất trở lại. Thì đây là trường hợp mà tôi cho là sau khi anh Thiện mà không đáp ứng những cái phương pháp điều trị xạ trị hóa trị và dùng cái thuốc của viện chúng tôi thì đáp ứng rất tốt, và hiện nay là tình trạng anh Thiện là rất là trở lại gần như bình thường, khỏe, các chỉ số ung thư không thấy tăng cao, và tiếng nói thì tốt và sức khỏe phổi tăng hàng chục cân. Nếu mà uống thuốc ở bệnh viện Hy Vọng thì tôi theo hơn 1 năm cơ. Thế nhưng mà chính xác là lúc đấy tôi uống được khoảng 6 hoặc 7 tháng đấy, thì da nói chung là hạch này, nang này, khả năng miễn dịch này, đi khám là nó tăng hết, nói chung là tốt lắm. Thế bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, nó cũng hỏi là thế chú điều trị như nào thì tôi cũng nói là đấy, thì ngoài cái uống thuốc ở ngoài cái điều trị của viện ca ra thì tôi về là cái thời gian nghỉ đấy dưỡng bệnh này tôi cho tôi uống thuốc theo cái đơn của bác sĩ Kiều ở ngoài bệnh viện Hy Vọng mới, thì nó may mắn là như thế, thì là uống trong vòng 7 tháng thôi thì ra bác Kiều bảo thôi không phải uống nữa, thế là ổn rồi, tốt rồi. Thế nhưng mà tôi bảo thôi bây giờ mình con người là trên hết, tiền của thì nó cũng là chỉ một phần thôi. Mặc dù là thuốc men này thế nhưng cũng cố gắng tôi cho chồng tôi uống vào 13 tháng đấy. Tất cả là vào 13 tháng, vừa thuốc bác cho này, vừa thuốc mình mua là vào 13 tháng. Bây giờ này nhà tôi rất là tốt. Cho tới thời điểm này, anh Thiện đã sống thêm không bệnh sang năm thứ 6. Sự hiện diện của anh trong gia đình khiến cho mọi việc trở nên ổn thỏa hơn, từ việc nuôi dạy con cái cho đến kinh tế trong gia đình.
Cô con gái út này đã học lớp 4, cậu con trai thứ hai đã vào đại học, cô con gái cả đã lập gia đình. Mới đấy mà đã bao việc xảy ra. Anh chợt thầm cảm ơn cuộc sống đã giúp anh gặp thầy, gặp thuốc. Nhà tôi sống được thêm 6 năm, chính xác là 5 năm đến bây giờ là 3 tháng. Thế nhưng mà làm được rất là nhiều việc, ví dụ như là cửa hàng thì to lên này, con cái thì trưởng thành, con gái lớn nhà tôi cũng đã đi xây dựng gia đình và cháu đã có việc làm. Thế rồi con cái ngoan ngoãn, làm được rất là nhiều việc, kinh tế phát triển và nhà tôi đã mua được ô tô. Đấy, ngoài ra cái việc nhà tôi đi chơi rồi nhà tôi còn chở hàng giúp tôi, lấy hàng giúp. Và nhiều lắm, nói chung là có người đàn ông cho gia đình thì con cái nó cũng vững tâm hơn với vợ con thế. Và tất cả kể cả trong đơn giản nhất là cái mối làm ăn. Khi có người đàn ông trong gia đình thì người ta cũng tin tưởng mình hơn. Sở dĩ anh Thiện có thể chiến thắng được căn bệnh này không thể không kể đến tình yêu thương của gia đình, sự săn sóc tận tâm của vợ con là động lực thôi thúc anh vươn lên. Sự dịu dàng của chị chính là tấm thảm nâng đỡ khi anh gục ngã. Và trên hết, đó còn là một nghị lực sống phi thường của những bệnh nhân ung thư. Mà rất cố gắng. Vợ con rồi bạn bè anh em đồng nghiệp một chết có chả đến quyết được gì đi cố gắng phải đi chữa bằng phải đấy là tôi quyết tâm lắm, tôi quyết tâm tôi đi chữa. Bây giờ tôi cảm thấy là tôi rất thoải mái, rất thanh thản. Nhiều người mắc bệnh ung thư đến đòi tôi cũng nói chuyện lan giải từng bước. Và phải có sự quyết tâm. Còn nếu không quyết tâm thì không thành công được. Phải quyết tâm rất cao. Cho nên là tôi có sự quyết tâm cao lắm. Anh Nguyễn Chí Thiện có những dấu hiệu điển hình của căn bệnh này. Tuy nhiên, các bác sĩ đã bỏ qua khiến cho bệnh tình của anh tiến triển nặng hơn. Trong cái điều trị bệnh ung thư này thì hiện nay đối với thế giới vẫn là rất là khó khăn. Kể cả phương pháp phẫu thuật, kể cả xạ hóa trị, kể cả tế bào gốc. Và hiện nay kể cả dùng thuốc thảo dược thì tỷ lệ đáp ứng của nó cũng không phải là cao lắm. Nghe thảo dược chúng tôi mà làm tốt trong nữa ngay từ đầu hoặc là sau xạ trị hoặc là phẫu thuật thì tỷ lệ đáp ứng của nó chỉ tầm cỡ 3-4%. Đây là vấn đề khó. Thế nhưng mà bên cạnh cái vấn đề về thuốc men và các phương pháp điều trị thì tôi nghĩ rằng là cái yếu tố tinh thần bệnh nhân rất quan trọng. Người ta có niềm tin, người ta có nghị lực, người ta có ý chí trong cái chuyện là đối mặt với căn bệnh và kể cả vấn đề người ta tự rèn luyện. Hóa trị giải trí cũng là tốt nhưng chưa hẳn đã là một kết quả kết cục, bởi vì bên cạnh những cái điều trị triệu chứng cụ thể, ví dụ anh xạ thì anh xạ khu vực có thể tan nhanh, thế nhưng đó không phải là điều trị khỏi mà nó sẽ tái phát lại sau thời gian ngắn hay dài tùy thuộc vào cái chất lượng của xạ và cái sức khỏe người bệnh. Thế còn thì tôi vẫn khuyên cho chúng ta, các nhà khoa học nói chung và Việt Nam thế giới là chúng ta nên đi sâu vào lĩnh vực thảo dược. Bởi vì thảo dược cũng là cái công hiệu của nó cũng không phải là kém hóa dược, rất mạnh. Có những thuốc mà uống tiêu rất nhanh, nhưng mà chỗ chúng tôi vừa rồi là có những bệnh nhân 17 phân ung gan, 13 phân thì uống thuốc là đều tiêu cả. Thế thì cái tác dụng thảo dược ấy là bên cạnh cái tiêu u ở mức độ phân tử hoặc tế bào là nó cũng tiêu diệt tận gốc như là hóa dược, nhưng nó hơn hẳn hóa dược là nó không để lại những di chứng về sức khỏe như là về vấn đề suy gan, suy thận, rồi bệnh nhân không ăn uống được và có khi còn vấn đề đi sớm hơn. Thế nhưng mà riêng thảo dược ấy, là ngoài tác dụng điều trị bệnh thì nó còn tác dụng là gì? Là phục hồi sức khỏe. Vì chúng ta một cái thuốc của chúng ta thảo dược thì thông thường có từ 5-7 loại, là nó ngoài tác dụng chủ đích là điều trị u thì nó còn tác dụng điều trị điều hòa cả huyết áp nhé, điều hòa cả tim mạch, rồi nó còn có tác dụng là kích thích hệ tiêu hóa ăn uống rất tốt. Trên thuốc của chúng tôi đưa vào cho bệnh nhân là
hầu hết là ăn rất khỏe. Và bệnh nhân nào cũng tăng cân từ 5 đến 7 cân một tháng. Đấy là một cái mà chúng ta phải thừa nhận. Trên vấn đề đi sâu và nghiên cứu thảo dược trong phòng chống ung thư là vấn đề đặt ra vấn đề hết sức cấp thiết. Bằng nghị lực phi thường, đã có khá nhiều bệnh nhân ung thư bị cắt thanh quản tìm lại được tiếng nói của mình. Đối với ung thư dây thanh, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, có thể chữa khỏi hoàn toàn, đạt tỷ lệ đến 80%. Vì vậy, một số tác giả còn gọi ung thư dây thanh là loại ung thư lành tính, nhằm mục đích nhấn mạnh kết quả điều trị mỹ mãn của loại ung thư này. Mặt khác, cũng để nhắc nhở những người thầy thuốc nói chung, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng nói riêng, cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, khám và theo dõi tỉ mỉ những trường hợp nghi ngờ. Nếu bỏ sót để lọt lưới một ung thư thanh quản, đặc biệt là ung thư dây thanh, thì phải xem như một sai sót điều trị, vì triệu chứng lâm sàng của loại ung thư này xuất hiện khá sớm. Việc khám phát hiện cũng dễ dàng, thuận lợi, không đòi hỏi nhiều trang thiết bị kỹ thuật phức tạp, đắt tiền. Phần quyết tâm từ bệnh nhân và phía gia đình, mình cũng không nên nản là khi mình ung thư là mình sẽ chết. Đừng nghĩ là như thế, mà mình phải hiểu rằng là có bệnh là mình phải chữa. Và cái bệnh này thì nó hơi lan dài thì mình phải quyết tâm thế thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi thì những cái điều gì đơn giản thì mình dễ chữa.